Và chúng ta biết rằng ngày hôm nay chúng ta đến đây, chúng ta cùng thờ phượng Chúa và chúng ta tìm hiểu cái thông điệp Giáng sinh năm nay, đó chính là sự xác thật. Khi mà nói đến sự xác thật thì có nghĩa là cũng có nhiều cái sự xác nhưng mà nó không có thật, đúng không ạ? Cũng có nhiều cái sự xác mà nó không có thật. Và khi nói đến sự xác thì cũng có nghĩa là có bóng tối, cũng có nghĩa là có bóng tối. Nhưng mà khi chỉ nói về sự xác, chỉ nói về bóng tối thì chúng ta thấy dường như chẳng liên quan với chúng ta. Bởi vì đối với chúng ta, tối thì tôi ngủ, sáng thì tôi thức, tôi làm việc hết, đó mà. Và chúng ta cứ sống cuộc đời chúng ta nó trải qua những cái thời gian như vậy, những cái ngày như vậy. Tối tôi ngủ, sáng tôi dậy, tôi thức dậy, tôi đi làm việc. Nhưng mà thật sự chúng ta sẽ thấy rằng nó có những cái bóng tối nó bao phủ trên cuộc đời của chúng ta. Mà những cái bóng tối đó, chúng ta ở trong ban ngày, chúng ta đứng ở dưới ánh nắng mặt trời thì bóng tối đó nó vẫn bao phủ cuộc đời của chúng ta. Và nếu chúng ta chịu lắng lòng của chúng ta để chúng ta tìm kiếm, chúng ta chịu lắng lòng chúng ta để chúng ta suy nghĩ và chúng ta tra xét, thì chúng ta sẽ thấy rằng có rất là nhiều những lĩnh vực ở trong cuộc đời chúng ta mà dường như chúng ta thấy là bóng tối nó bao phủ. Và chính vì lý do đó mà ngày hôm nay nhiều con người họ đã tìm đủ mọi cách để họ tìm ánh sáng. Và cái điều bóng tối và ánh sáng tôi đang nói các bạn ở đây, nó không phải là bóng tối vật lý, nó cũng không phải là ánh sáng vật lý, nhưng đó là những cái gì đó nó không được hoàn hảo nữa ở trong tấm lòng của mỗi chúng ta. Trong tấm lòng của chúng ta luôn luôn thấy một điều, đó là có một, dường như có một cái khoảng trống, dường như có một cái sự lộn lạo ở bên trong đó. Và lúc nào chúng ta cũng có thể dễ dàng chúng ta rơi vào trong tình cảm đó là chúng ta đang vui đó, rồi chúng ta buồn đó, chúng ta cảm thấy hụt hẫng đó, rồi chúng ta cảm thấy rằng dù chúng ta ở trong sự giàu có, dù chúng ta ở trong sức khỏe, hay là chúng ta đang ở trong hạnh phúc, thì chúng ta vẫn thấy có một cái khoảng trống ở trong tâm lòng của chúng ta. Và đó chính là cái lý do mà chúng ta thấy rằng ngày hôm nay rất là nhiều con người họ đi tìm cách để họ lấp đầy cái khoảng trống trong tâm lòng đó. Vậy thì bây giờ cái khoảng trống trong tâm lòng đó là cái gì? Cái khoảng trống trong tâm lòng đó là cái gì? Thì tôi muốn quay trở lại trong Kinh Thánh, ở trong những cái quyển sách đầu tiên được ghi lại trong Kinh Thánh, đó là cái sự sáng tạo của Chúa, hay là mục đích mà Đức Chúa Trời dựng nên loài người. Ở đây anh chị em chúng ta biết Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta để làm gì không? Đức Chúa Trời dựng nên con người để làm gì không? Để thờ phượng Chúa, để tương giao với Chúa, phải không ạ? Nhưng mà khi Adam và Eva phạm tội thì chúng ta thấy rằng từ ở một cái mối liên hệ của cái sự tốt lành, đó là mỗi ngày Adam và Eva đều gặp Chúa, cùng dạo chơi với Chúa, có một cái mối thông công mật thiết với Chúa. Nhưng bất thình lình một ngày kia họ nghe tiếng của Chúa thì họ sợ. Bất thình lình một ngày họ nghe tiếng Chúa thì họ sợ. Ở đây tôi dùng ví dụ này, tôi xin lỗi mấy ông trước, và tôi mong rằng trong quý ông không ai ở trong tình trạng này. Nhưng mà giờ tôi dùng ví dụ này nha. Bình thường hai vợ chồng yêu thương nhau, và ví dụ như chúng ta đi làm, chúng ta đi xa, chúng ta luôn luôn mong cho cái thời gian nó nhanh và cái công việc nó mau xong để chúng ta được về với gia đình của mình, được về, được gặp vợ của mình, được gặp chồng của mình, đúng không ạ? Nhưng mà bất thình lình một ngày chúng ta cảm thấy rất là ngại khi đối diện với vợ mình, chúng ta cảm thấy rất là ngại khi ta đối diện với chồng của mình, và chúng ta cảm thấy sợ hãi và ngạc
bất thình lình ngày hôm đó người vợ của mình hoặc là người chồng của mình nói một cái câu gì đó nó có cái hàm ý sâu xa một chút, chúng ta cũng cảm thấy nhột nhột. Và đối với quý vị tại sao? Đối với quý vị tại sao lại cảm thấy như vậy? Làm cái gì có lỗi rồi đó không ạ? Thì đó lý do tại sao bất thình lình một ngày Adam và Eva nghe tiếng của Chúa thì chốt họ đã làm điều sai trật. Và khi họ đã làm điều sai trật đó thì bóng tối đã bao phủ cuộc đời của họ thay vì sự vinh hiển. Trước khi họ làm một điều sai trật thì họ ở trong sự vinh hiển, nhưng khi họ làm cái điều sai trật đó thì sự vinh hiển không còn nữa và bóng tối đã bao phủ cuộc đời họ. Và cái bóng tối đó đem tới cái gì? Chúa nói với người nữ thế này: vì ngươi đã ăn trái cây ta dặn không nên ăn, cho nên ngươi sẽ bị rủa sả. Và tiếp theo những cái sự rủa sả Chúa nói. Rồi Chúa nói với người nam: bởi vì ngươi nghe theo lời vợ và ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, cho nên đất sẽ bị rủa sả vì ngươi. Và thế là từ đó những cái bóng tối ở trong cuộc đời của loài người xuất hiện. Và khi con người ở trong bóng tối, tức là con người xa cách với Đức Chúa Trời, con người xa cách với sự phước hạnh, con người xa cách với sự bảo vệ, con người xa cách với cái niềm vui, con người xa cách với tình yêu của Chúa, thì trong khoảng trống tâm lòng con người, trong tâm lòng con người có một cái khoảng trống. Và từ cái khoảng trống đó, con người bắt đầu tìm kiếm cách gì đó để lấp đầy cái khoảng trống. Adam và Eva đã hành động ngay, đó là họ dùng lá của cây bả để họ che đi cái sự xấu hổ của họ. Nhưng mà quý vị thử suy nghĩ, chúng ta là những người ở miền quê, chúng ta là những người mà chúng ta thường tiếp xúc với cây xanh, thì chúng ta thử suy nghĩ xem một cái lá mà hái khỏi cái cây để chúng ta kết thành cái áo chúng ta mặc, bao lâu nó sẽ tồn tại được trong bao lâu? Tức là nó không bao lâu cả. Nhưng mà thật ra chúng ta thấy rằng con người ngày hôm nay thì chúng ta vẫn cứ sử dụng những cái lá như vậy đó để chúng ta che thân. Và những cái lá đó nó trở thành như là một cái ánh sáng để con người ở trong bóng tối họ tìm tới, họ vươn tới. Và khi họ làm những việc như vậy đó, họ nghĩ rằng cái khoảng trống, cái bóng tối của họ sẽ không còn nữa. Chúng ta có bao giờ chúng ta rơi vào trong tình trạng này? Chúng ta ở giữa một cái cánh đồng, ở giữa một khu rừng, hoặc là chúng ta ở giữa một cái nơi nào đó mà hoàn toàn tối, và chúng ta không còn định hướng được đâu là đông, đâu là tây, đâu là nam, đâu là bắc được. Có vậy chúng ta rơi vào cái tình trạng đó không ạ? Những người đi biển ấy, tại sao họ lại cầm có những cái tháp, những cái đèn để họ định hướng? Là bởi vì nếu mà họ ở trên biển và ở tại nơi đó họ không còn phân biệt đâu là hướng nữa, thì nhờ có cái ánh đèn, nhờ có ánh sáng của cái đèn hải đăng đó mà họ biết được cái hướng để họ đi tới. Nhưng mà có vấn đề đó là con người chúng ta vì xa cách Chúa cho nên chúng ta ở trong một cái bóng tối dày đặc của đêm đen, chúng ta ở trong một cái bóng tối dày đặc của tội lỗi và chúng ta mất định hướng. Và thế là để cho chúng ta có thể tìm được cái hướng đi thì chúng ta cần phải có một cái ánh sáng để chúng ta noi theo, đúng không ạ? Có ai đã từng kinh nghiệm đi trong bóng đêm mà chỉ cần một chút ánh sáng le lói và chúng ta cứ nhắm cái một cái ánh sáng đó để cho đi tới không? Có ai đã từng rơi vào cái tình trạng đó chưa? Chưa. Tôi thì tôi đã rơi vào cái tình trạng đó rồi. Ở trong một cái nơi tôi đã từng đi truyền giáo ở những cái vùng sâu vùng xa, và có nhiều khi là 10 giờ 11 giờ đêm tôi ở trong một cái vùng vô cùng lạ lắm, tức là nơi đó là nơi tôi mới vừa tới, tôi không biết phải đi hướng nào. Và lúc này
tôi phải nhìn xung quanh. Tôi phải nhìn xung quanh, bởi vì ở quê chúng ta thấy lạ lắm, 8 giờ là tắt đèn đi ngủ hết trơn rồi. Tám giờ là người ta ngủ hết rồi, thành ra mình muốn kiếm một cái đèn rất là khó, kiếm cái đèn đường càng khó hơn nữa. Nhưng mà thỉnh thoảng thấy một vài cái đèn đó, có nhiều khi thấy đó, thấy một chút ánh sáng đó và nhấp cái ánh sáng đó để đi tới, nhưng mà đi một lúc sau thì ánh sáng bắt đầu mất tiêu, nó tắt rồi. Và bây giờ khi nó tắt rồi thì làm gì? Phải tìm cái ánh sáng khác để làm gì? Để định hướng, để đi. Và nó cũng tắt. À, cuộc đời của con người chúng ta thì chúng ta cũng như vậy. Chúng ta cứ đắm đuối suốt cả cuộc đời của mình, từ thế hệ này sang thế hệ khác, chúng ta đi tìm kiếm cái ánh sáng. Mà mục đích của tìm cái ánh sáng đó là để làm gì? Để chúng ta ra khỏi được những cái bế tắc của mình, chúng ta đi ra khỏi được những cái sự mất phương hướng của mình, chúng ta đi ra khỏi cái bóng tối cuộc đời của mình. Nhưng nhiều khi chúng ta đi một lúc rồi ánh sáng nó tắt. Tôi điển hình một vài cái ví dụ, chúng ta thấy có những cái bóng tối cuộc đời của chúng ta và chúng ta cũng noi theo ánh sáng, chúng ta noi theo một lúc ánh sáng nó tắt. Ví dụ như có những người họ rơi vào trong những cái căn bệnh nan y. Vậy thì khi một ai đó chỉ cho họ một ông thầy thuốc, một vị bác sĩ giỏi và có kinh nghiệm để chữa lành cái bệnh giống như họ, thì chúng ta thấy là đối với cái người bệnh nan y đó, đó có phải là ánh sáng không? Ánh sáng gì? Đó là ánh sáng đó. Tôi đang hỏi là đó là ánh sáng, chứ không nói là nó lâu bền, nó tạm thời. Nhưng mà đó có phải là ánh sáng không? Đó là ánh sáng đối với họ, một tia sáng lóe lên, một niềm hy vọng lóe lên cho họ, và họ bắt đầu họ làm gì? Họ đi theo, nhưng mà đến một lúc họ thấy được rằng ánh sáng đó không thật sự là ánh sáng, bởi vì nó không giải quyết được cái nan đề của đời sống của họ. Có những người họ bị bệnh về tâm lý và họ cũng có người giới thiệu về những bác sĩ tâm lý để tư vấn cho họ. Nhưng mà họ đi theo bởi vì họ nghĩ rằng đó là ánh sáng. Nhưng mà khi họ đi, họ càng đi thì đến một lúc họ thấy rằng bóng tối của họ cũng còn nguyên và ánh sáng đó đâu mất. Con người chúng ta ngày nay cũng vậy. Nhiều người chưa biết Chúa thì chúng ta ở trong bóng tối, và chúng ta cái hình ảnh của sự bóng tối đây là chúng ta không biết mình phải làm gì, chúng ta không biết mình phải đi đâu. Cho chính vì như vậy mà đôi khi chúng ta phải cầm mấy ông thầy bói, được không ạ? Lại gặp mấy ông thầy bói để làm gì? Coi xem vận mệnh của tôi trong năm tới sẽ như thế nào. Nhưng mà có bao giờ chúng ta nhìn thấy không? Mấy ông thầy bói đó cũng đâu phải là ánh sáng. Tại sao? Là bởi vì nếu ông coi được vận mệnh của người khác thì ông cũng biết được vận mệnh của ông chứ. Nhưng mà cũng rõ ràng đối với họ, đối với những thầy bói đó thì ông cũng không giải quyết được cái vận mệnh của ông, thì làm sao ông giải quyết được vận mệnh của ai? Nếu ông giải quyết được vận mệnh của ông thì ông sẽ không bị coi bói được, bởi vì ông sẽ không ở trong sự khó khăn nữa, đó mà. À, và cái ánh sáng đó nó cũng tắt. Ánh sáng đó nó cũng tắt. Cuộc đời chúng ta có nhiều cái ánh sáng mà chúng ta đâu theo đâu. Có một cái và cao hơn nữa trong việc tìm kiếm ánh sáng, đó là chúng ta chạy đến những cái tôn giáo. Chúng ta chạy đến những tôn giáo. Ở trong Phật giáo thì cái lịch sử về Phật giáo thì thế này. Một hoàng tử của Ai Cập, xin lỗi, một hoàng tử của Ấn Độ, ông đi ra ngoài dân chúng và ông nhìn thấy cái sự lầm than của dân chúng, và ông quyết định ông từ bỏ cái địa vị của ông, ông rời khỏi gia đình của ông để ông đi tìm chân lý, hay nói cách hơn là ông đi tìm ánh sáng. Nhưng mà
Nếu chúng ta là những người đã từng biết đạo Phật và chúng ta đã đang ở trong đạo Phật thì chúng ta, nếu mà chúng ta tìm hiểu kỹ là sẽ thấy có một cái phần kinh Phật nói như thế này. Ở trong quyển Phật Tòng Nguyên Lý trang thứ 22, là tôi chỉ chính xác địa chỉ rồi đó, chúng ta đọc hết trang đó, nếu ta có chúng ta đọc hết trang đó, ta sẽ thấy trong quyển Phật Tòng Nguyên Lý trang thứ 22 có cái câu chuyện kể trước khi Phật Thích Ca diên tịch thì đại đệ tử của ông mới đến hỏi ông thế này: bẩm Tôn Sư, khi Tôn Sư đã nhập Niết Bàn thì ai sẽ ở lại để dạy chúng sinh? Thì lúc này Phật Thích Ca nói như thế này: ta không phải là vị Phật đầu tiên, ta cũng không phải là vị Phật cuối cùng, nhưng có một vị đến sau ta. Vị ấy vinh diệu thở ban sơ, vinh diệu thở thịnh hành và vinh diệu thở kết cục. Vị ấy sẽ dạy cho các ngươi một lẽ đạo thuần khiết. Và sau Phật Thích Ca 500 năm thì Chúa Giêsu đã giáng sanh. Và Chúa Giêsu là ai? Như trong cái câu chuyện lượt qua chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là kế hoạch của Đức Chúa Trời ban xuống cho loài người, để qua đó mà Ngài trở thành chân lý để dẫn loài người ra khỏi bóng tối. Và khi Phật Thích Ca ông nói như thế này à: khi tay ta chỉ chân thì các ngươi nhìn theo ta mà thấy chân, chứ không phải ta là chân. Nhưng mà rất tiếc là ngày hôm nay Phật Thích Ca ông đã đi tìm chân lý và ông đã gặp chân lý, nhưng bây giờ con người chúng ta thì lại tưởng ông là chân lý, cho nên thờ phượng ông. Nhưng ông đã giới thiệu về chân lý và 500 năm sau Chúa Giêsu đã đến và Ngài nói thế này: ta là đường đi, là chân lý và sự sống, không bởi ta không ai được đến cùng Cha. Vậy thì chúng ta thấy thế này, tôn giáo cũng là một loại ánh sáng, đúng không ạ? Tôn giáo cũng là một loại ánh sáng để soi đường cho người ta đi. Nhưng có một điều đó là có một điều các tôn giáo khác với Chúa Giêsu ở chỗ này. Các tôn giáo thì là một ánh sáng soi đường cho con người ta về đời này, tức là họ dạy cho con người ta cách làm sao để ăn hiền ở lành, làm sao để tu thân tích đức, làm sao để cho chúng ta có một đời sống tốt. Nhưng tôn giáo không cứu được con người ta ra khỏi cái bóng tối của cuộc đời của họ, tức là ra khỏi sự chết, ra khỏi nan đề, ra khỏi tất cả những cái điều mà ma quỷ nó đã căm buồn và nó đã lừa dối. Và đặc biệt tôn giáo không cứu được con người ta ra khỏi tội lỗi. Nhưng khi Chúa Giêsu đến, tại sao gọi là sự sáng thật? Là bởi vì sự sáng này đẩy lùi bóng tối. Sự sáng này đến giải quyết, không phải chỉ dạy, không phải là chỉ hướng dẫn cho chúng ta sống như thế nào để cho tốt đời, đẹp đạo. Nhưng sự sáng này cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và đem chúng ta trở lại trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời, đem chúng ta trở lại trong địa vị làm con của Ngài, đem chúng ta trở lại trong cái địa vị mà trước đây Adam, trước khi phạm tội đã có, là con của Đức Chúa Trời. Bởi vậy cho nên Chúa Kinh Thánh đã nói rằng sự sáng này là sự sáng thật khi đến thế gian soi sáng cho mọi người. Và nếu chúng ta đọc cái phần kinh thánh phía trên, chúng ta sẽ thấy đây, cái lời đó, lời giới thiệu này là lời giới thiệu của một người được rất tôn trọng trong thời điểm đó, của một người mà cái người đó cũng dạy người ta những cái lẽ đạo. Và kinh thánh nói như thế này: cả dân chúng chạy theo người đó, cả dân chúng chạy đến với người đó và hỏi người đó rất là nhiều câu hỏi: chúng tôi phải làm gì, chúng tôi phải làm sao? Cũng giống như ngày hôm nay chúng ta phải chạy đến với những tôn giáo và ta hỏi rằng: chúng tôi phải làm gì, chúng tôi phải làm sao, chúng tôi phải đi đâu, chúng tôi phải như thế nào? Thì cái người giới thiệu về cái câu này rất là quan trọng, rất là được tôn trọng trong thời điểm đó. Nhưng cái người được giới thiệu về câu này lại trả
những cái câu hỏi của họ một cách rất là đặc biệt. Tôi xin phép tôi đọc cái phần Kinh Thánh nói về điều này. Người đến để làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng Phật khi đến thế gian soi sáng mọi người. Cái người đó được sai đến, cái người đó đến và người đó dạy cho người ta, và người ta chạy theo người đó để hỏi rằng chúng ta phải làm gì, chúng ta phải đi đâu, chúng ta phải làm sao. Và người đó nói rằng tôi không phải sự sáng. Giống như Phật Thích Ca cũng nói, ta không phải là vị Phật đầu tiên, ta cũng không phải là vị Phật cuối cùng. Và Phật Thích Ca cũng giới thiệu về một đấng đến sau mình. Và ở đây, cái vị này cũng giới thiệu về một vị đến sau mình. Và vị đó chính là sự sáng đầu. Và vị đó sẽ làm gì? Đến thế gian soi sáng mọi người. Vậy thì soi sáng mọi người có nghĩa là soi sáng thế nào? Ngày hôm nay chúng ta không sáng sao? Ngày hôm nay chúng ta đang sáng phải không? Đúng, chúng ta đang ở trong ánh sáng, nhưng có những cái điều chúng ta đang rất là tối. Có những điều chúng ta bị làm cho lu mờ, chúng ta không biết. Có điều chúng ta bị làm lu mờ, chúng ta không biết. Như là những cái sự mê tín dị đoan, chúng ta đâu biết được, phải không ạ? Nhưng mà trước đây chúng ta vẫn cứ làm. Ta chỉ cho anh thấy một cái điều lu mờ mà chúng ta không biết này. Một cái điều, ví dụ như gia đình mà có một người chết. Chú ý nha, ví dụ gia đình có người chết thì 3 ngày người ta mở cửa mã, đúng không? Đó là theo phong tục. 3 ngày người ta mở cửa mã để chi vậy? Mở cửa mã để cho người thân lên thiên đàng hay là lên trời. Chúng ta về điều kiện là cho thấy mở cửa mã là để cho người thân mình ra khỏi cái chỗ âm phủ đi, để được lên trời hay là để được siêu thoát. Nhưng mà cứ mỗi một năm anh em làm lễ, làm dỗ, anh em đốt cái gì? Đốt tiền âm phủ. Tiền âm phủ ở đâu xài? Ở dưới xài. Mà bây giờ 3 ngày là đã mở cửa mã cho đi lên rồi. Mà bây giờ năm nào đốt tiền âm phủ hết vậy. Nếu mà ông bà mình đã lên thật sự rồi thì đốt tiền âm phủ ai xài? Nhưng đây, ở đây tôi muốn cho chúng ta thấy là khi sự sáng của Chúa chưa chiếu rồi, chúng ta không thấy được điều đó. Chúng ta vẫn cứ làm và chúng ta vẫn cho rằng đó là điều đúng. Chúng ta vẫn cho rằng đó là điều chúng ta làm cho ông bà cha mẹ mình. Chúng ta vẫn nghĩ rằng chúng ta làm như vậy, chúng ta làm điều tốt. Chúng ta vẫn nghĩ rằng làm như vậy là báo hiếu. Rồi, thêm một cái điều nữa để ta thấy. Khi sự sáng của Chúa đến, chúng ta sẽ thấy. Ví dụ như những người chưa nhận biết Chúa đó, thì họ thường kết tội những người tin Chúa thế này nè. Đạo tin lành bỏ ông bỏ bà, chúng ta thường nghe câu này phải không ạ? Đó là đạo tin lành bỏ ông bỏ bà. Nhưng tôi chỉ cho quý vị thấy, khi sự sáng đến chúng ta sẽ thấy thật sự đạo tin lành có bỏ ông bỏ bà không. Tôi nhìn thấy được có rất là nhiều ông bà, và ngày hôm nay chúng ta có cái mạng xã hội đó, chúng ta lên có thấy có nhiều hoàn cảnh. Có bà cụ kia, và các phóng viên ảnh họ nhìn, tôi vô tình thấy là bà phải gọi là lang thang ngoài đường. Khi ghé cầu thăm bà thì mới biết được là không phải bà không có con cái. Không phải, bà có con cái và thậm chí con cái của bà rất là giàu có. Nhưng có một điều là không có đứa nào nuôi bà cả. Không có đứa nào nuôi bà hết. Khi mà nó còn chưa có gia đình thì bà bán cả tuổi thanh xuân của mình để bà lo cho nó ăn nó học. Và đến khi nó có gia đình rồi, bây giờ vợ nó nói mẹ của anh dơ giấy quá, mẹ của anh nhìn bẩn thỉu quá, mẹ của anh nhìn quê mùa quá, cho nên thôi em không muốn mẹ về nhà. Và thế là nó không cho mẹ nó về nhà. Rồi có những người khi cha mẹ còn sống, thậm chí tôi thấy ngày hôm nay tôi thấy có nhiều vấn đề mà nhiều khi tôi bức xúc. Tôi thế này, cả năm không biết cha mẹ ăn cái gì để sống, nhưng đến ngày Mother Day thì chạy về thăm, chụp hình selfie chút xíu đăng Facebook, hôm nay ngày của mẹ về báo hiếu, rồi xong mấy mươi phút sau đi mất tiêu, rồi không biết bà mẹ chắc ăn
đó, khi cha mẹ còn sống thì không quan tâm, nhưng mà đến khi cha mẹ nằm xuống, năm nào cũng làm một con heo quay để cúng và nói rằng tôi cúng cha cúng mẹ. Trong khi họ còn sống không cho họ ăn, khi họ ăn được không cho họ ăn, khi họ không còn ăn được nữa thì cúng và nói rằng tôi cúng cho cha, tôi cúng cho mẹ. Trước đây chúng ta vẫn làm như vậy và chúng ta đâu có biết là nó sai đâu, phải không? Nhưng khi ánh sáng thật của Chúa được chiếu vào, chúng ta mới nhìn thấy được sự hiếu thật là gì. Hiếu thật mà Chúa dạy, và thậm chí là Chúa đặt cái chữ hiếu lên trên hết tất cả mọi trách nhiệm của con người với nhau. Đó là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời người ban cho. Tức là một cái điều kiện ràng buộc là khi chúng ta muốn được phước, muốn được sống lâu thì phải hiếu kính. Và ai là người cho chúng ta, ai là đấng cho chúng ta sống lâu? Chúa cho chúng ta sống lâu khi ta hiếu kính cha mẹ của mình. Vậy chúng ta có dạy ta bỏ bỏ bà? Những cái hiếu ở đây là thế này: khi cha mẹ còn sống, cha mẹ còn ăn được, cha mẹ còn biết, thì chúng ta hãy sống làm sao cho vui lòng cha mẹ. Cha mẹ thèm cái gì hãy cho cha mẹ ăn cái đấy. Nếu cha mẹ có bệnh tật, hãy làm hết sức của mình để khi cha mẹ nằm xuống không còn một chút áy náy nào trong tâm lòng của chúng ta. Đó mới thật sự là hiếu. Chứ không phải thôi kệ bây giờ còn sống còn ăn gì cũng ăn, để ông chết tôi cũng hay quay chồng. Như vậy là hiếu, không phải. Nhưng mà khi ánh sáng thật của Chúa chưa đến thì chúng ta làm gì? Chúng ta làm giống quầy hay không? Bởi vậy cho nên sự kinh thánh nói là sự sáng này là sự sáng thật khi đến thế gian soi sáng mọi người. Khi chúng ta để cho Chúa Giêsu ngài đến ở trong cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta để cho Chúa Giêsu ngài làm chủ cuộc đời chúng ta, tức là sự sáng thật của Chúa sẽ lộ về trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta sẽ được thấy nhiều vấn đề mà trước đây chúng ta không thấy. Cũng giống như chúng ta đang ở trong đêm đen, chúng ta không biết phải đi đâu, chúng ta cũng không thấy gì cả. Nhưng khi có ánh sáng gọi vào, chúng ta sẽ thấy. Rồi bây giờ tôi sẽ tiếp tục đem một cái ánh sáng nữa, căn cứ vào trong cái câu chuyện của vở kịch hồi nãy. Chúng ta thường nghe cái câu là Chúa Giêsu sanh ra ở trong chuồng chiên máng cỏ bởi vì nhà quán không đủ chỗ ở, đúng không ạ? Nhưng mà lâu nay chúng ta đâu có biết rằng chúng ta biết rằng cái điều đó có ích lợi gì, hay là cái điều đó là điều mà Chúa dạy dỗ như thế nào cho chúng ta ngày hôm nay. Cái địa danh hay là cái nơi mà Chúa Giêsu sanh ra thế này nè, thứ nhất là ở trong máng cỏ. Ngày nằm ở chân máng cỏ, ở trong chuồng chiên thuộc về thành Bethlehem xứ Giu-đê. Đó, địa danh nơi mà Chúa Giêsu sanh ra. Và địa danh đó có ý nghĩa gì? Chúa Giêsu chỉ sanh ra ở trong địa danh đó, và đó là cái nơi mà Đức Chúa Trời đã chọn sẵn để Chúa Giêsu sanh ra, là ở trong thành David thuộc về xứ Giu-đê. Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Bây giờ tôi xin hỏi anh chị em, tại sao Chúa không chọn cái thành nào khác mà Chúa chọn thành David? Thì đương nhiên là Chúa nói trước, ứng nghiệm là kinh thánh, nhưng tại sao Chúa lại chọn cái điều đó, chọn cái nơi đó mà Chúa không chọn cái thành đâu khác? Ôi thì chị là Chúa muốn sanh ở nơi nhỏ. Bây giờ tôi cho chúng ta thấy cái phần sau này là dành cho anh chị em nha, để chúng ta hiểu để làm sao cho đấng cứu thế thật sự giáng sinh cho cuộc đời của chúng ta. Bởi vì có thể hàng năm chúng ta kỷ niệm Chúa Giêsu giáng sanh, nhưng mà chưa bao giờ chúng ta thật sự được Chúa cứu thế giáng sanh cuộc đời của mình. Bởi vì khi các thiên sứ báo tin đó, thì thiên sứ nói thế này: ta báo cho các ngươi một tin lành, ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, Christ là Chúa. Ngài không phải chỉ sanh ra
là một hài nhi mà mỗi một năm chúng ta đi ra đường chúng ta thấy đặt hài nhi nằm trong mát cỏ. Không, Ngài đã sanh ra rồi, Ngài đã trở thành đấng cứu thế, tức là Ngài chết thế cho chúng ta rồi, và Ngài là đấng Christ. Christ là gì? Tức là trong tiếng Hebrew, Christ tức là đấng Messi, và đấng Messi tức là đấng chịu sức dầu. Và nếu ta đọc ở trong Luca đoạn 4 câu 18-19 chúng ta sẽ hiểu đấng chịu sức dầu để đem đến cho chúng ta cái gì? Giải phóng kẻ bị cầm tù, cho được tự do, để rao năm lành của Chúa, và để cho tất cả những kẻ bị ức hiếp không còn bị ức hiếp nữa. Đó là Christ. Và Ngài được sanh ra, Ngài là đấng đó. Nhưng vấn đề là lâu nay chúng ta vẫn chưa được giải phóng ra khỏi sự bị cầm buộc, và lâu nay chúng ta vẫn chưa thắng hơn những kẻ ức hiếp chúng ta. Kẻ hơn chúng ta là ai? Là ma quỷ. Nó gieo rắc những điều ức hiếp. Nhưng Christ đã chịu sức dầu chưa đến cho chúng ta, cho nên chúng ta chưa kinh nghiệm. Chúng ta mới chưa kinh nghiệm Ngài đã cứu thế rồi, tin Chúa Giêsu đi được cứu linh hồn, chứ chưa kinh nghiệm đấng Christ. Và Ngài không phải chỉ là đấng Christ không, mà Ngài còn là Chúa. Ngài là Chúa có nghĩa là gì? Ngài là Chúa có nghĩa là chúng ta là bạn tôi, chúng ta là tôi tớ. Vậy thì lâu nay chúng ta đã để cho đấng Christ làm Chúa trong cuộc đời của chúng ta chưa? Hay là đấng Christ làm tôi tớ cho chúng ta? Nhiều khi ta nói kính lại Chúa, chúng ta nói rất là kính kiềm, đúng không ạ? Nhưng sao chữ kính lại Chúa nó rồi là toàn là những cái mệnh lệnh cho Chúa. Trong khi chúng ta cầu nguyện đó, chúng ta nhớ là chúng ta cầu nguyện đó, kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Chúa ơi, xin hãy. Có bao giờ ta hỏi Chúa ơi, Ngài muốn con làm gì? Chúa ơi, Ngài muốn con đi đâu? Chúa ơi, Ngài muốn con như thế nào? Có khi nào chúng ta nhiều cái quyền làm Chúa của Chúa cho Chúa chưa? Đó là lý do mà chúng ta tại sao ta chưa kinh nghiệm được Chúa thật sự giáng sinh trong cuộc đời chúng ta. Vậy thì bây giờ làm sao để Chúa Giêsu giáng sinh trong cuộc đời của chúng ta? Chúa Giêsu chỉ giáng sinh trong thành Đa-vít thôi, Ngài không giáng sinh trong thành nào khác. Đó là cái nơi mà Chúa Trời ấn định. Vậy thì ngày hôm nay làm sao để Chúa Giêsu giáng sinh trong cuộc đời của chúng ta đây? Chúng ta phải biến cuộc đời chúng ta thành Đa-vít. Vậy thì thành Đa-vít có cái đặc điểm gì mà tại sao Chúa lại chọn? Thành Đa-vít tức là thành của vua Đa-vít, đúng không ạ? Và nếu chúng ta muốn biết thằng David có cái đặc điểm gì, chúng ta xem ở trong Công Vụ đoạn 13 câu số 22. Công Vụ đoạn 13 câu 22, ta sẽ đọc cho nhanh. Đoạn Ngài bỏ vua đó, lại lập David làm vua mà làm chứng về người rằng: ta đã tìm thấy David con của Giê-xê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta. Chúa làm chứng về David. David có bản tính gì? David là người sẽ tuân theo mọi ý chỉ của ta. Và chính vì điều đó mà Ngài chọn David. Chính vì điều đó mà Ngài chọn một người ngồi ở trên ngôi David đến đời đời. Và chính vì điều đó mà Ngài chọn thằng David để con của Ngài được sanh ra. Ngày hôm nay chúng ta có kinh nghiệm, Ngài đã cứu thế là Christ, là Chúa được sanh ra trong cuộc đời của chúng ta. Thì chúng ta phải biến cuộc đời của mình trở thành thằng David. Tức là gì? Chúng ta phải để đời sống ta, tập sự cho đời sống ta để trở thành một cái đời sống vâng theo mọi ý chỉ của Chúa. Rồi, trong thành David thì có cái làng Bethlehem. Tại sao trong thành David có nhiều nơi lắm, nhưng mà không sanh chỗ nào mà sanh tại làng Bethlehem? Chữ Bethlehem có nghĩa là nhà bánh. Cái chữ Bethlehem có nghĩa là nhà bánh. Chúng ta phải là người có tấm lòng vâng phục Chúa trong mọi sự, và chúng ta phải làm cho cái lòng của chúng ta trở thành nhà bánh. Nhà bánh là chỗ nào? Thứ nhất, nơi đó nó sẽ tiếp nhận nguyên vật liệu, và nơi đó từ những nguyên vật liệu đó nó sẽ sản xuất ra bánh. Và nó sản xuất ra bánh rồi, nó bánh đó nó phải phân tán ra mới gọi là nhà bánh, chứ không phải sản xuất xong rồi nó chất trong kho, đúng không ạ? Chúng ta phải trở thành nhà bánh, có nghĩa là chúng ta phải tiếp nhận nguyên vật liệu bằng cách nào?
nguyên vật liệu tiếp nhận rồi làm gì? Bây giờ gạo lúa chúng ta tiếp vô nhà chúng ta rồi, mà nếu ta không xay ra thì nó không thể thành bột, mà nó không thành bột thì không thể nào làm bánh, đúng không ạ? Vậy xay bằng cách nào? Chúa ơi, quyển sách luật pháp này chết xa miệng ơi, hãy suy gẫm ngày và đêm. Đó, thì chúng gạo cần phải xay thành bột, thì lời của Chúa cần phải được nghiền ngẫm để cho nó nhuyễn ra. Hồi sáng tôi ngồi với một sư phụ, cái một sư phụ nói thế này, có nhiều người hỏi làm sao để tụi con được giảng giống như thầy. Tức là thật ra thì chúng tôi anh chị em thấy là tôi chia sẻ mà không có một cái vàng bàn nào trên, đúng không ạ? Thầy đàn thì chúng ta từng rồi nghe tôi chia sẻ cũng sự sáng thật, nhưng mà ở chỗ kia nó khác chỗ này. Tại sao như vậy? Chúng ta phải trở thành nhà bánh, chúng ta phải nghiền ngẫm, chúng ta phải suy gẫm. Và khi nghiền ngẫm suy gẫm, bánh đó mà được trộn với dầu và đem nướng lên trên lửa thì nó trở thành thực phẩm. Lời của Chúa được nghiền ngẫm và trộn với dầu và thánh linh của Chúa được công bố lên trên bao miệng, lời đó đem đến sự đáp ứng cho tất cả anh chị em. Chúa muốn mọi chúng ta phải là nhà bánh. Nhưng mà có điều chúng ta nói là, nhưng mà giờ tôi giảng không có giỏi, đâu cần thiết. Tiếp nhận, xoay nhuyễn và trộn với dầu đi, đưa ra lên lửa nó thành bánh thôi. Rồi đó là Bethlehem. Và ở tại Bethlehem thì Ngài sanh trong chuồng chiên. Không, bởi vì sao? Bởi vì nhà quán không đủ chỗ ở, không đủ chỗ cho Ngài, hay là không có chỗ cho Ngài. Đây là điều quan trọng mà chúng ta cần phải đi tới. Bây giờ chúng ta xem cái nhà quán là cái gì ạ? Ngày nay chúng ta hiểu cái nhà quán có nghĩa là cái gì? Chúng ta hiểu nói một cách từ hiện đại, đó là nhà nghỉ, khách sạn, đó là nhà quán. Vậy thì tại sao nhà quán không có chỗ cho Chúa? Thứ nhất, chúng ta nhìn thấy thế này nè. Về mặt hình thức, nhà quán rất đẹp, rất thơm, rất sạch sẽ về mặt hình thức, nhưng ở bên trong nó bao nhiêu là cái điều vô ấy. Chúng ta kiểm tra lại cuộc đời chúng ta xem, chúng ta có đang là cái nhà quán. Bên ngoài ăn mặc đẹp đẽ, sạch sẽ, thơm tho, đạo mạo, đó mà, nhưng mà ở bên trong đó đang bị dậy những cái điều không đẹp lòng của trời, những điều ô uế. Đó, nếu chúng ta là nhà quán, Chúa không bao giờ giáng sinh ở trong đó. Một cái điều nữa của nhà quán đó là muốn vào trong đó để ở phải có tiền. Không có tiền không được. Ngày hôm nay chúng ta xem, chúng ta đến với Chúa, chúng ta tìm kiếm Chúa, chúng ta phục vụ Chúa. Động cơ là gì? Động cơ là gì? Động cơ là của nhà quán hay là cái gì? Một sư ơi, mà một sư giảng ở đó ổn thư được như hỏi đất quá thôi tôi không đi. Đó, nhà quán. Chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được đóng riết giác trực chánh sân. Thầy bữa nay mà thầy lên Tây Ninh thầy đàn cho Hội Thánh giúp. Xa quá mà Hội Thánh có dân hiến gì đâu đi. Đó không phải nhà quán, xin lỗi, đó không phải là nơi Chúa ngự, đó là nhà quán. Nhưng miễn được phục vụ Chúa, không cần giá cả gì cả. Cái chuồng chiên nó không có hỏi là bây giờ hai vợ chồng ông có bầu nữa vô đây trả tôi nhiều. Mấy con bò trong đó nó không hỏi, mà thậm chí mấy con bò trong đó nó còn nhường luôn cái máng cho nó, cho con trẻ nằm. Về một hình thức thì chúng ta thấy là những người mà Chúa chọn, tôi nói xin lỗi, có vẻ ngu. Có nhiều những người, chúng ta thấy những người mà Chúa chọn họ sẽ có tấm lòng như thế này, họ tấm lòng của cái này, của cái chuồng chim đó là như thế này, họ không tính toán thiệt hơn khi họ phục vụ Chúa. Và thậm chí để phục vụ Chúa họ sẵn sàng hy
sinh luôn cái nồi cơm của họ, họ sẵn sàng hy sinh luôn việc làm của họ, họ sẵn sàng hy sinh luôn tiền bạc tài chính của họ, họ sẵn sàng hy sinh luôn tất cả những cái gì lợi ích của họ. Đó là chuồng chiên. Nhưng mà một cái điều đặc biệt tôi muốn chúng ta thấy, Chúa Giêsu được đặt nằm trong máng cỏ. Máng cỏ là cái nơi để cho con vật nó ăn, đúng không ạ? Hay là cái nơi cung cấp thức ăn cho nó, đúng không? Và các con vật này nó đã hy sinh cái chỗ để đựng thức ăn của nó cho Chúa nằm. Nhưng Đức Chúa Trời đã đền bù đấng nằm ở trên đó sau này trở thành thức ăn cho toàn nhân loại. Chúa Giêsu nói: ai không ăn thịt con người, không uống huyết con người thì không được sự sống đời. Cho nên ngày hôm nay nếu chúng ta dám hy sinh cho Chúa, hy sinh sự lợi ích của chúng ta, hy sinh những cái gì đó của chúng ta cho Chúa, thì Đấng Christ sẽ giáng sinh ở trong đời sống của chúng ta. Và khi Đấng Christ giáng sinh cho đời sống chúng ta rồi, từ chỗ đó chúng ta sẽ trở thành nguồn cung cấp sự sống cho nhiều người. Sự xác thật của Chúa chiếu vào, chúng ta sẽ hiểu được cái thật. Sự xác thật của Chúa chiếu vào, chúng ta sẽ hiểu được những cái điều mà lâu nay ma quỷ nó lừa dối chúng ta. Sự xác thật của Chúa chiếu vào sẽ đem cuộc đời chúng ta ra khỏi những cái điều mà chúng ta làm một cách vô ích, mà lâu nay chúng ta vẫn nghĩ rằng làm như vậy là đúng. Có nhiều người họ không dám đi ra đường vào ngày 5, 14, 23, đó mà lý do tại sao vậy? Mấy ngày xấu. Tại sao biết đó là cái ngày xấu? Nghe ta nói. Tại sao biết? Nghe ta nói. Nhưng mà anh em biết không, lý do tại sao cái ngày đó người ta không dám ra đường? Thật ra nó không phải ngày xấu, bởi vì ngày nào cũng là ngày thôi. Nhưng mà trong cái thời của Chúa đó, thì mấy cái ngày đó là mấy cái ngày mà vua đi ra ngoài. Cho nên khi vua đi ra ngoài thì không một người dân thường nào được phép lú cái mặt ra. Bởi vì sao? Nếu dám lú cái mặt ra mà nhìn thấy hay là nhìn trộm, bắt được thì sẽ chết. Cho nên người dân họ không bao giờ dám bước ra đường những ngày đó, bởi vì bước ra là sẽ chết. Và kể từ đó đời tìm khẩu truyền từ này qua người kia qua người nọ, thế hệ này qua thế hệ khác, và cuối cùng ba ngày đó là ba ngày xấu. Nhưng không phải ngày nào cũng tốt cả, không có xấu. Nhưng mà làm sao để ta biết được sự sáng của Chúa chiếu đến? Cho nên Giăng Tiết nói thế này: ta không phải là sự sáng, nhưng ta phải làm chứng cho sự sáng. Thích Ca cũng vậy, ông nói là ta không phải là chân lý, ta không phải là vị Phật đầu tiên, ta cũng không phải là vị Phật cuối cùng, có một vị đến sau ta. Và nếu ta tiếp nhận đến đó trong đời sống của chúng ta, thì những cái sự tối tâm trong cuộc đời của chúng ta sẽ được hồi phục. Những cái sự ràng buộc, những cái sự thất bại, những cái điều gì đó mà nó không tốt lành cho cuộc đời chúng ta, Chúa sẽ soi sáng, Ngài sẽ biến đổi. Và nguyện xin Chúa ngày giúp đỡ chúng ta để được trong mùa Giáng sinh này, sự xác thật của Chúa thật sự chiếu trực vào trong cuộc đời của chúng ta, và những cái gì nó đang là tối tâm trong cuộc đời chúng ta, nó sẽ được chiếu sáng. Và chúng ta sẽ được giải phóng, chúng ta sẽ được tự do, và chúng ta sẽ bước đi theo